Đầu tiên mình mở này nha. Rồi, mở công tắc. Dạ. Mình đang giặt chế độ giặt thường. À, giặt thường. Mình bấm nút khởi động. Nút khởi động. Rồi. Rồi, khi làm cái bước giặt thường nó đã xong. Rồi. Khi mình muốn giặt chế độ khác á thì anh bấm mở cái này lên trước. Bấm mở. Dạ. Rồi bấm đầu chọn chương trình. Chọn chương trình. Dạ, bấm chọn này là đèn nó sáng cái trang chủ cái này. Là đó. Trong bốn cái đèn đó phải không? Giặt nhanh. Không. Đúng rồi, mình chọn đây nè. À, nó hiện thị hết 6 cái này luôn, 6 cái à, này. 6 chế độ. Dạ. Là giặt thường, giặt nhanh, cái giặt gì nhanh, đồ dày, giặt ngâm. À, giặt ngâm. Xả với hương thơm. Này chỉ xả với hương thơm. Xả thôi chứ mùng mà. Cái này vệ sinh lòng giặt, hai cái chức năng này là ít sử dụng hơn. À, à, có cái đèn này báo phá nắp ha, cái đèn phá này không? Dạ đúng rồi. Khi dạ, nào nó phá nắp thì nó sẽ hiện đèn lên. Rồi cái mô đồng này là mấy? AVK E920LV Tokyo. Dạ, nó đã phá nè. Giả lên không có được. À, mình phải giả lên, giả nó gãy chốt cái này. À, còn bên đây là giặt xả giắt, nó lúc nào nó cũng hiện ba cái đèn lên là đúng chương trình của nó. Khi mà một cái đèn nó tắt á thì mình bấm nút tắt này mình khởi động lại. Tức là khi một chế độ nào đó thì ba cái đèn giặt xả mắt. Đúng rồi, nó đúng rồi, nó dạng hiển thị lên hết. À, dạ. Rồi. Còn cái giắt cực khô này khi nào mình muốn giả giắt thêm á thì mình hãy chọn cái này. À, à. Thường cái này nó giắt một lần, nó giắt cái này nó đã sạch rồi nè. Nó đã khô. Tức là mình nhấn cái nút giắt cực khô chế độ dạ. Nào cũng được phải không? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Hẹn giờ giặt mực nước này nó tự động hết. À, mực nước tự động. Dạ. Hẹn giờ này là khi mình như là mình muốn giặt cho thời gian nó dài thì mình hãy bấm hẹn giờ này. Còn thường cái giờ nó mặc định nó là nó chỉ 38 phút và nó sẽ hết chu trình đó nè. Còn ví dụ như anh bỏ đồ vô, anh muốn là bỏ thêm hay là sao? Không, bỏ đồ vô xong phải không? Anh không muốn dạ. Nó giặt liền. Dạ. Mà dù sáng hôm sau nó giặt hoặc là nửa tiếng hay một tiếng sau mới giặt thì sao? Có cái đó không? Có chế độ này nè, giặt ngâm. À, giặt ngâm rồi dạ, mình chỉnh cái giặt ngâm. Anh phải chỉnh thời gian, anh chỉ chọn bên chế độ giặt ngâm thôi là ừ. Trộn đồ bắt đầu nó ngâm trong khoảng 15 phút hay gì đó rồi bắt đầu nó mới giặt nữa chứ bên nó chế không độ... có là hẹn giờ hôm sau giặt cái này nó chỉ hẹn giờ ấy thôi à, à. Còn cái này là giặt ngâm thì thời gian nó sẽ dài hơn cái giặt thường à. Rồi 37 phút đúng không? Dạ. Tức là hết thời gian này là thường là ước lượng thôi gì? Dạ đúng rồi, nó tự tắt hết. Rồi còn gì nữa không ta? Còn cái lưới giặt á, lưới giặt vệ sinh giống như cái cũ đúng không? Giờ cũng giống nó làm ở trong. Hồi nãy em tắt nào mà nó bấm nút khởi động này nè. À, tắt khởi động, khởi động với tạm dừng này nó có hai cái. Rồi. Mở khóa. Cái này cái mẹn nó đây. Bụi vô đây nè. Mình kéo này xong. Rồi lấy bụi ra, gắn lại. Ok. Hộp ngay vô đây. Đơn giản ha. Rồi, còn cái này là bỏ xà bông. Xong bỏ xà bông. Xả đây. Xà bông vô. Xả. Còn cái lỗ này là gì? Cái thì nước xả mình để đây nè. Còn cái lỗ này nó chứa nước xả mà nó sẽ xả xuống từ từ. À, hiểu rồi. Vậy là xong đúng không? Dạ. Rồi em chuyển anh bỏ đồ vô anh giặt thử đi.